Xin chào tất cả các bạn. Trong loạt clip giới thiệu về Roxy Việt Nam thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng chúng tôi đến với một chủ đề nữa. Đó là chủ đề Roxy Việt Nam chuyên phân phối bếp ga công nghiệp chất lượng tốt giá rẻ nhé. Bếp ga công nghiệp chất lượng cao, giá rẻ nhất thị trường với mẫu mã đa dạng thì sẽ chắc chắn làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Roxy phải không ạ? Mua bếp ga tại công ty chúng tôi sẽ được hỗ trợ lắp đặt, tư vấn, chuyển giao giải pháp để quý khách hàng có thể phát huy được trọn vẹn công năng của sản phẩm, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu công việc. Roxy Việt Nam hiện đang là đơn vị bán buôn bếp ga công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như Đức Việt, Coresta, Changhe. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm bếp ga công nghiệp của Roxy Việt Nam, quý khách hàng sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng, mua được sản phẩm tốt, với giá rất là ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm, được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất cực kỳ ưu đãi, là một trong những thành viên được tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Roxy Việt Nam chuyên phân phối bếp ga công nghiệp chất lượng tốt giá rẻ. Bếp ga công nghiệp hiện đang dần trở thành sản phẩm không thể thiếu được trong các bếp ăn công nghiệp, bếp nhà hàng, khách sạn. Với ưu điểm năng suất nấu nhanh, tiết kiệm chi phí, giảm nhân công, bếp ga công nghiệp hiện luôn là một sự lựa chọn hàng đầu cho việc đầu tư của các căn bếp lớn. Bếp ga công nghiệp phù hợp với các căn bếp, các nhà ăn công nghiệp, phục vụ hàng ngàn suất ăn mỗi ngày. Như các bạn cũng đã biết rằng Roxy Việt Nam hiện đang là nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị. Đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Chúng tôi luôn chú ý tới 3 điều sau. Thứ nhất, đó là sản phẩm chất lượng. Chất lượng của sản phẩm luôn là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi. Thứ hai, đó là giá thành hợp lý. Chúng tôi thấu hiểu bài toán kinh tế của quý khách hàng. Thứ ba, đó là dịch vụ chu toàn. Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện dịch vụ trước và sau bán hàng, đảm bảo niềm tin. Đây là một số hình ảnh đại diện của Roxy Việt Nam tham gia các triển lãm về các thiết bị bếp công nghiệp trên thế giới, ký kết hợp tác, chuyển giao công nghệ với rất là nhiều bạn hàng, nhiều đối tác, nhiều hãng lớn trên thế giới như là Resto Italia, Imesa, Nabu, Alphatech hoặc là Kaurus. Với sản phẩm bếp ga công nghiệp, Roxy Việt Nam hiện là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đem đến cho quý khách hàng sản phẩm này. Mặt hàng bếp ga tại Roxy Việt Nam rất là đa dạng về mẫu mã và nhà sản xuất. Với thế mạnh về mối quan hệ chiến lược, chúng tôi luôn đem đến cho quý khách hàng sản phẩm bếp ga có giá tốt nhất, kèm chế độ bảo hành, bảo trì chính hãng. Với các nhà cung cấp chưa có nhà phân phối, Roxy Việt Nam cũng xây dựng cầu nối, đem đến sự tiện lợi trong dịch vụ sau bán hàng. Dưới đây, Roxy Việt Nam xin giới thiệu với quý khách hàng một số mặt hàng bếp ga nổi bật đang được bán tại công ty. Đầu tiên chúng ta phải nói tới trong danh sách bếp ga được phân phối tại Roxy Việt Nam là sản phẩm bếp ga của Đức Việt. Đây là một trong những dòng sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, được lắp đặt bằng các linh kiện châu Âu, giúp cho máy rửa bát Đức Việt vẫn đạt được các tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất mà giá thành được giảm rất nhiều so với các sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc. Các bạn có thể thấy một số mã như là BGDV 2B2C 18QG hoặc là một model nữa như là bếp ga công nghiệp BGDV 2H14Q. Vâng, rất là nhiều mã phải không ạ? Các bạn có thể thấy rằng là hình ảnh của bếp ga Việt Nam rất là nhiều mức giá cả với dài sản phẩm rất là rộng, nên các bạn có thể hoàn toàn tin rằng sẽ lựa chọn cho mình một sản phẩm thích hợp nhất. Một số đặc điểm nổi bật của bếp ga công nghiệp như là kiềng được làm bằng gang đúc cao cấp cho độ bền sản phẩm hơn hẳn các loại kiềng khác. Vỏ được làm bằng inox với công nghệ hàn TIG cao cấp đảm bảo độ bền và có thể hoạt động lâu dài trong môi trường khí hậu nóng ẩm ướt. Bếp được làm bằng inox có độ bền rất là cao, được gấp bằng máy thủy lực cao cấp. Ngoài ra thì bếp còn được trang bị hệ thống đánh lửa tự động là pin, được thiết kế với khả năng điều chỉnh giúp phù hợp với điều kiện mặt bằng nhà xưởng nhấp nhô. Ngoài ra một số loại bếp còn được trang bị thêm quạt thổi để nâng cao hiệu suất công việc.
các sản phẩm bếp ga của Đức Việt có giá thành hợp lý và mẫu mã đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng một cách đầy đủ nhất. Quý khách hàng muốn tìm hiểu về các sản phẩm bếp ga của Đức Việt có thể trực tiếp truy cập vào website của hãng theo địa chỉ ducvietpro.vn hoặc truy cập vào gian hàng trên trang web rossi.vn của chúng tôi để có được mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Đứng thứ hai, sau bếp ga Đức Việt thì Rossi Việt Nam còn cung cấp thêm một lựa chọn nữa cho các khách hàng, đó là sản phẩm bếp ga đến từ Coresta, một sản phẩm có made in Korea, tức là đến từ Hàn Quốc ạ. Các bạn có thể thấy đây là một số hình ảnh của các chiếc bếp của hãng Coresta đang là dòng bán chạy của chúng tôi, ví dụ như là mã KRGS2B12G hoặc là mã bếp ga KRGS2B1C15QG. Vâng, rất là nhiều mã, nhiều sự lựa chọn, từ bếp đôi cho đến bếp đơn phải không ạ? Đường nét thiết kế thì cực kỳ sắc cạnh. Với một mức giá không thể hợp lý hơn thì chắc hẳn các bạn sẽ rất là bất ngờ khi được sử dụng một chiếc bếp ga mà lại có thiết kế đẹp và hoàn thiện như thế này, chất lượng cũng rất là tốt nữa. Coresta hiện đang là một thương hiệu bếp ga đến từ Hàn Quốc với công nghệ Hàn Quốc và các linh kiện đã được nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu và yêu cầu kỹ thuật riêng của vùng nhiệt đới như là Việt Nam. Các sản phẩm của hãng cũng nhận được sự quan tâm tại Việt Nam. Quý khách hàng muốn tìm hiểu và xem giá của sản phẩm bếp ga Coresta, xin vui lòng truy cập vào đường link của hãng chúng tôi nhé, rossi.vn. Ngoài Đức Việt và các sản phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Rossi Việt Nam còn tiến hành nhập khẩu và phân phối các sản phẩm bếp ga. Các sản phẩm bếp ga có xuất xứ từ châu Âu được Rossi nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Đây là một trong những sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc, nên từng linh phụ kiện cũng như công nghệ thì đều đạt tối đa các yêu cầu quy định về sản phẩm. Đây là dòng bếp ga cao cấp nhất tại Rossi Việt Nam. Ở đây chúng tôi đang muốn giới thiệu với quý khách hàng về hãng Resto Italia với một mã rất là nổi tiếng về dòng bếp ga của hãng này, đó là chiếc bếp ga có mã số TA64G. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới, Rossi Việt Nam có thể đáp ứng mọi yêu cầu về sản phẩm khắt khe nhất của quý khách hàng. Các sản phẩm bếp ga được phân phối tại Rossi Việt Nam luôn có được mức giá tốt nhất và một chế độ bảo hành chính hãng. Quý khách hàng có nhu cầu mua bếp ga có xuất xứ châu Âu có thể truy cập vào đường link của chúng tôi rossi.vn. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn ba nhà cung cấp bếp ga đang được phân phối và bán lẻ bởi Rossi Việt Nam. Thì tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính, quý khách hàng hãy chọn cho mình một nhãn hàng phù hợp với nhu cầu công việc nhé. Quả thật với một chiếc bếp ga với chi phí rất hợp lý, vị trí cũng rất là dễ dàng để chúng ta có thể đặt một chiếc bếp ga đó vào, thì đây quả thực là một trợ thủ vô cùng đắc lực, không thể thiếu trong được một căn bếp công nghiệp phải không ạ? Nếu các quý khách hàng có nhu cầu sở hữu cho mình một chiếc bếp ga hoặc là muốn tư vấn thêm về dòng sản phẩm này thì đừng ngần ngại mà hãy liên lạc ngay với chúng tôi nhé. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam hoặc click trực tiếp vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, showroom miền Bắc 0912-863-364, showroom miền Nam 0868-998-663, tổng kho bán buôn 024-8586-7812, hợp tác kinh doanh 0989-999-884, email info@rossi.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Dưới đây là một số hình ảnh của Roxy Việt Nam và hình ảnh Roxy Việt Nam tham gia triển lãm quốc tế. Các bạn có thể thấy rằng là ngoài sản phẩm bếp ga công nghiệp ra thì Roxy Việt Nam hiện còn cung cấp vô số các sản phẩm khác như tủ nấu cơm, máy làm kem, máy rửa bát, nồi nấu canh, máy xế bát, tủ đông, vân vân, phải không ạ? Tôi tin chắc rằng với một dải sản phẩm rộng lớn như thế này, quý khách hàng hoàn toàn có thể tự tin đến với Roxy Việt Nam và sẽ có một căn bếp full với các thiết bị phù hợp nhất, tốt nhất, giá thành hợp nhất cho căn bếp công nghiệp của mình.